Xin chào tất cả các bạn đã đến với Luyện Chữ Đẹp Cần Ruột. Và nhân dịp năm mới thì Luyện Chữ Đẹp Cần Ruột kính chúc tất cả các bạn yêu chữ có một năm mới nhiều niềm vui, sức khỏe. Hy vọng rằng trong năm 2021 này, Luyện Chữ Đẹp Cần Ruột lại tiếp tục cùng đồng hành với tất cả các bạn yêu chữ trên mọi miền tổ quốc để chúng ta cùng nhau tìm hiểu thêm những mẫu bút mới, khám phá thêm, cùng nhau rèn luyện nét chữ đẹp nha. Và ở video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn yêu chữ, đặc biệt là những em học sinh chuẩn bị bước sang cái kỳ thi viết chữ đẹp, một mẫu bút hoàn toàn mới, không chỉ mới lạ về kiểu dáng, hình thức bên ngoài mà nét bút, ngòi bút nó tinh xảo hơn, bởi đây là một mẫu bút hoàn toàn mới của bút Hoàng Ngọc. Nếu bạn nào đã từng sử dụng qua bút Hoàng Ngọc thì các bạn cũng biết là Hoàng Ngọc là một trong những loại bút chuyên về ngòi lá tre kim tinh và đã được rất nhiều bạn yêu chữ quen thuộc như là mẫu bút 04, 010, 07, 02, 06. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một cái mẫu bút rất là đẹp mắt. Nhìn màu sắc thôi thì chắc chắn là các em học sinh rất là thích, bởi vì những cái màu sắc này phục vụ riêng cho những em học sinh bởi cái kiểu dáng. Đây là mẫu bút 010 của Hoàng Ngọc T10, nhưng là mẫu bút mới của năm 2021 nha các em. Mẫu bút này thì có 3 màu rất là xinh xắn. Mẫu bút được phủ sơn lên rất là đẹp, màu xanh dương nè, màu xanh lá cây nè, màu cam. Trên mỗi màu thì có những cái kiểu dáng bắt mắt. Đây là một trong những cái việc mà tạo cái sự hứng thú cho các em á. Ngoài cái kiểu dáng bên ngoài thì sẽ giúp cho các em hứng thú trong cái việc luyện chữ hơn. Mẫu bút này là mẫu bút kim tinh ngòi lá tre nha, tương tự như cái ngòi của cây T04 và T010 trước đây. Nhưng so với hai mẫu trước thì mẫu T10 của năm 2021 của bút Hoàng Ngọc thì sẽ được cải tiến hơn. Cải tiến hơn ở cái chỗ là cái ngòi nó sẽ không có bị sóc giấy. Cái ngòi nó êm hơn, mực viết sẽ đều hơn và mẫu mã sẽ đẹp hơn. Mình đã nhận được cái bút này cách đây khoảng gần một tháng rồi, nhưng mà mình phải sử dụng trước để mình so sánh giữa cái nét bút Hoàng Ngọc cũ với nét bút Hoàng Ngọc mới như thế nào. Để ngày hôm nay thì mới ra được cái video này để hướng dẫn cũng như so sánh cho các bạn. Chắc chắn là cái kiểu dáng bên ngoài thì sau khi mà từng dòng bút nó qua những cái thế hệ á, thì cái kiểu dáng bên ngoài nó phải sẽ được cái thay đổi để phù hợp với nhu cầu của thị trường cũng như là tạo cái sự hấp dẫn hứng thú cho các em. Thì chắc chắn là đây là những cái màu sắc mà các bạn nhỏ rất là thích. Còn đây là cái ngòi nha các bạn. Ngòi bút. Đây là mẫu bút kim tinh lá tre. Mẫu bút này nó sẽ chuyên để viết chữ nhỏ. Có nhiều bạn hỏi mình là có thể viết chữ lớn được không? Thì thưa rằng chúng ta vẫn viết được chữ lớn, chữ nhỏ, nhưng đây là cái ngòi nhỏ kim tinh thì mình sẽ chuyên dùng để viết chữ nhỏ thôi. Viết chữ lớn vẫn được, nhưng nét cái chữ lớn thì nó không có to nha các bạn. Nếu mình viết chữ lớn mà nét nó to thì chữ nhỏ nó không có đẹp. Riêng cái ngòi này là ngòi nhỏ để các em bạn viết được những cái nét chữ nhỏ thanh đậm mà, để chúng ta thi viết chữ đẹp. Và sẽ phù hợp với đối tượng nào thì sau khi mà mình test thử cái ngòi thì mình thấy là cái ngòi nó khá êm và thanh đậm. Vì vậy các em học sinh từ lớp 2 trở lên có thể sử dụng được. Lớp 1 thì các em phải sử dụng qua cái bút ngòi êm trơn, các em viết quen tay, thành thạo tay, nắm bắt được cái viết máy á, thì sang lớp 2 các em sẽ viết được dễ dàng cái bút này. Vì vậy nếu như chúng ta sử dụng để thi chữ đẹp thì các bạn có thể cho các em từ lớp 2 trở lên chúng ta sử dụng được. Và chắc chắn rằng người lớn của mình cũng dễ dàng sử dụng. Ngòi bút nó sẽ êm tương tự như là cây bút 04 Hoàng Ngọc trước đây các bạn. Nhưng mà mình thấy là nó bớt sóc hơn và nó bớt tắc mực hơn một chút xíu. Nhưng mà nếu như những em mà chưa quen bút máy thì chúng ta cũng không có được sử dụng liền đâu nha. Mình nói rồi, những cây bút ngòi kim tinh như thế này thì chúng ta chỉ sử dụng khi mà các em đã quen với bút máy thì viết rất là dễ dàng. Bây giờ mình sẽ test thử trên những cây bút mới hoàn toàn luôn. Chấm mực test thử các cây luôn để cho các bạn xem cái ngòi bút nha. Khi mình mới mua bút về mà bút nó chưa có đều mực thì chúng ta cũng test bằng cách chấm mực thử. Sau đó mình sẽ bơm mực vào. Đây là cái ống mực bơm nè, mình bơm mực cũng rất là dễ dàng. Đây cái ống mực bơm nè, chúng ta hút mực lên thôi. Còn đây là những cái bút mới, mình sẽ test thử trực tiếp để cho các bạn xem cái ngòi. Chúng ta sẽ xem cái nét bút và cái ngòi bút nha. Đây, mình sẽ test luôn 3 cây một lượt cho các bạn xem.
khi mà các bạn mua bút mà ở xa thì mình có nhu cầu mà thử trước á, thì cứ nhắn tin cho mình sẽ thử bút trước cho các bạn nha. Các bạn có nhu cầu đặt mua cái bút này á, thì cứ liên hệ trực tiếp qua đường link Zalo hoặc là Facebook với mình, và nếu như muốn test ngồi trước thì cứ nhắn tin thì bên mình sẽ có nhân viên và mình sẽ trực tiếp test ngồi trước cho các bạn. Cây bút này có ngồi thay luôn. Giá cây bút T10 này có giá là 85.000 và ngồi thay là 10.000. Ngồi thay là ngồi gốc luôn nha các bạn. Nếu như mình mua ở xa, mình mua một cây bút, mình nên mua kèm khoảng thêm hai cái ngồi thay đi. Thì khoảng có 100.000 như vậy, thì cây bút thì 85 thêm hai cái ngồi thay là 20.000 nữa. Thì mình sẽ yên tâm hơn, để tại vì khi viết các em hay làm rớt á. Rồi mình cắm trực tiếp cho mình viết cho các bạn xem nha. Đây các bạn thấy nè. Mình nói là nó êm hơn, là êm hơn cái chỗ này, là các bạn thấy không? Mình chấm vô viết nó không có bị xóc giấy. Cái nét rất là nhỏ nè. Các bé mà mua về mình đảm bảo là các bé sẽ rất là thích. Nhưng mà các bạn nên sử dụng cái bút này với mực hero thì nó sẽ đẹp nhất nha các bạn. Mình xài mực thường vẫn được, cái bút không kén mực gì hết. Mình xài vẫn thường vẫn được, nhưng mà đương nhiên là mực thường nó đậm lắm các bạn. Với lại người ta pha cái dung dịch cồn nó loãng nhiều lắm, nên cái nét mực nó không có đẹp, nó không có ra sắc sảo đúng với cái chất của cái cây viết. Mà nó sẽ đậm hơn, và nhiều bạn nói xem nó đậm quá. Để cho cái mực á, còn đây mình thấy hero là tương đối là đẹp nhất. Đây các bạn thấy mình viết nó rất là êm nè. Mới nhập về 100 bút mà các em học sinh thích quá nên đặt gần hết luôn. Khi mà mình làm một cái video để test bút cho các bạn là mình đã cho học sinh của mình sử dụng qua trước hết. Các bé sử dụng qua để mình nắm bắt được cái ưu điểm nó có bị chảy mực hay không, hay cái ngòi bút nó như thế nào đó. Thì mình mới làm một cái video để hướng dẫn các bạn dễ hơn, chứ không phải là mới nhập về mình giới thiệu liền thì rất là khó cho học sinh của mình trải nghiệm. Này, nếp bút nó rất là êm, các bạn thấy không? Đây một bút nha, mình thử thêm một cây khác nữa cho các bạn xem. Mấy cây này là cây mới không đó? Cây mới thì chắc chắn là nó sẽ sốc, nhưng mà nếu mà nó êm như vậy rồi thì các bạn cứ yên tâm. Ở đây có một cái ưu điểm nữa nè, có cái rãnh mình quên giới thiệu với các bạn, đây có cái rãnh cầm nè các bạn. Các bạn thấy cây bút nè, nó có cái rãnh ở đây nè. Khi mình đặt tay ấy, các em sẽ cố định đặt tay ở đây. Đặt tay như thế này thì sẽ giúp cho các em sửa được cái tật cầm bút nữa. Mình sẽ cầm bút đúng hơn, đúng vị trí. Và cái bút này đó, mình thấy là cái trọng lượng của cái bút này nó sẽ nhẹ hơn cái cây T07 của Hoàng Ngọc. Nó nhẹ hơn một tí nên mình mới nói là lớp 2 có thể sử dụng được. Mà lớp 1 mà các em đã quen bút máy, mà các em viết điêu luyện rồi, đi thi cũng có thể sử dụng được luôn nha. Đây là cái nét bút, nhiều bạn mua thì hỏi cái nét bút như thế nào thì mình sẽ xem kỹ cái cây bút này, mình xem nét để mình lựa chọn. Thấy các bạn thấy rõ ràng mực nó đâu có đậm gì đâu, có bị lem gì đâu, mà thanh đậm rất là rõ. Đó là cái nét bút. Đây là cái bút mới, mình cũng mới tìm được trên thị trường thôi. Và ở đây thì mình đã test thử cho các bạn xem. Bạn nào có nhu cầu đặt mua thì cứ liên hệ qua cái tin nhắn thì các bạn thường nhắn tin cho mình đi. Tại vì trong cái giờ hành chính mình đi dạy á, không có bắt máy được đâu. Nên các bạn cứ nhắn tin qua tin nhắn số điện thoại hoặc là đường link Zalo, Facebook gì đó thì mình sẽ trực tiếp liên hệ với các bạn nha. Và chúc các bạn có một buổi sáng thật nhiều niềm vui và một ngày nghỉ cuối tuần thật ý nghĩa. Thân chào tất cả các bạn.